Xin chào các bạn, đây là series Chơi Cờ Với Nắng. Nhìn tiêu đề thì chắc là các bạn cũng biết rồi. Video này mình sẽ cống hiến role và thợ săn tiền thưởng này để show cho các bạn thấy sức mạnh khủng khiếp của nó, xem là nó đã khiến các nhà Exodia khác phải khóc thét như thế nào. Và chắc là các bạn cũng biết Middleton khá khỏe, là carry của rất là nhiều đội hình như là rút súng nhanh, chủ lực và đặc biệt là thủ lĩnh của bọn siêu thú. Thế nhưng mà không phải ai cũng biết, khi mà nó rơi vào tay một người chơi vừa có kỹ năng lại vừa cho đỏ như mình thì chuyện gì sẽ xảy ra. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Đi săn tiền thưởng thôi. Sau khi dọn dẹp ba rau quái đầu thì mình có một mảnh kiếm, một cái váy và một đai máu. Những sự lựa chọn đầu tiên ở 2.1 là các nâng cấp anh hùng một vàng. Nhưng mà mình không muốn đánh reroll lắm vì sẽ trùng bài với nhiều nhà. Đấy, trách toàn đi trùng bài rồi. Mới đổi lại hai lượt mà đã sắp hết thời gian rồi. Gấp gáp quá thì thôi, mình chốt luôn đổ vương Silas xích hàng ma, không trùng với nhà nào cả. May là sau đấy thì Silas cũng lên hai luôn và vẫn kịp cho vào trong sân, không cho mình chiến thắng nhưng mà nó cũng giúp mình thua ít chết hơn, thế là được rồi nhỉ. Uầy, Susan với Silas ra nhiều chưa? Rồi, con nào lên 2 thì mình cứ cho vào hết luôn. Thế nhưng mà vẫn level 3 nên là vẫn thua thôi. 2.3 mình up 4 thêm Raven vào để đép máu cho cái chuỗi thua này. Nhưng mà mình tính thì làm sao bằng Riot tính. Trận này mình gặp ngay nhà Lucian 1 sao không đồ, thế là mình thắng nhưng mà mình không vui. Lượt đi chợ 2.4 cũng chả còn nhiều sự lựa chọn nên là mình lấy luôn cái găng với cả hòm đồ. Hòm đồ thì về mình cứ nhấp nhả mãi, lắc qua lắc lại mới chịu mở. Đồ này thì mình lấy cái cung thôi chứ lấy được cái gì đâu. Má, đồ khó xử thật sự đấy. Mình chỉ dám lắc mấy cái món lẻ lẻ để hạn chế thua đau quá rồi, thế nhưng mà vẫn quá đau. 2.6 thì mình vẫn giữ vững tinh thần Caro vào một trận thắng. Đấy, biết ngay kiểu gì nó cũng cứ thắng thua lẫn lộn tận rau quái mà. Ơ kìa, Silas tự ra 6 con luôn, ngon. Người đá trả cho mình nước mắt đầu tiên ghép Soji luôn. Tổ tiên mách bảo game này Middleton hoặc Vayne rồi con ạ. Ngoài ra thì người đá có cho mình một cái nam châm, một cái búa rèn và thêm một ít tiền nữa. Quá là éo le, 49 vàng nhưng mà mình lại không thể bán bất cứ thứ gì để cho tròn 50 vàng được. Đã thế mình lên 5 luôn, thêm Renick tông vào. Nhưng mà tất nhiên là mình vẫn thua để cho chuỗi Caro này nó cứ kéo dài bất tận rồi. Ôi dồi ôi, mài dao, đấu sư, vọng âm, ba cái lõi không liên quan gì đến tương lai của mình cả. Rôn cái. Đây rồi, khảm bảo thạch sẽ được chọn để đưa cái đội hình này hướng tới bài siêu thú. Với Carrie là cô nàng thợ săn tiền thưởng. Vậy mà mãi đến tận 3.3 mình mới có nổi ba siêu thú đấy. Ba siêu thú là vì Vayne. Vào tích phêm rồi em ơi. Vayne sẽ được cầm tạm đồ của Middleton. Mình thay Banfai vào cá sấu để có thêm linh vật nữa. Ngay sau đấy thì mình gặp người chơi song đấu với Vayne 2 cầm cuồng đao và bò 2 mặc giáp lửa. Thì mình cứ gọi là bị đấm muối cả người thôi. Hẳn 4 chết luôn, quá rát. Mình chỉ còn lại 54 máu ở 3.3 rồi các bạn ạ. Trong cái rủi thì có cái xui, à nhầm, có cái may. Máu ít quá nên là mình được đi chợ sớm. 3 chân 4 cẳng bế luôn Middleton về. Không quan tâm nó cầm đồ gì luôn. Nãy giờ mình chỉ chờ mỗi thế thôi mà. Vừa về đến nhà thì Zinix tự ra, đúng ngay đúng thời điểm luôn. Mình cho luôn 5 siêu thú vào sân để kích hoạt sự nổi tiếng. Hút trả đồ cho Middleton rồi thêm cái chùy nữa để nó carry. Và để lấy lại mặt mũi cho mình nữa chứ nãy giờ thua nhục quá. 3.5 thì giá siêu thú của mình đụng ngay nhà béo vét vệ quân. Thế nhưng mà một giấy thôi là team bạn bốc hơi gần hết rồi. Chập lại đúng con Garen với cả cá đuối. Nhưng mà cân 5 làm sao được. Cúc luôn. Mình bắt đầu chuỗi thắng này này. Sao mà đó được. Sau đấy đấm thêm nhà vét linh vật thì mình có đủ tiền để lên 7 luôn tại rau sói. Đánh 5 con sói chứ không phải 3 con. Thì mình có được một cái cung và một cái nịt. Tối ưu giáp máu cho Silas luôn. Rồi mình thêm Revenge với cả TF vào sân để phụ thêm tí đam nữa. Như này cho yên tâm. Tới những sự lựa chọn cuối cùng ở 4.2 thì mình không còn role nào nữa. Đúng là rau trước ăn mặn thì rau sau khát nước mà. Thôi thì lấy độc hành để bổ sung thêm chống chịu chứ nhà đang có mỗi Silas với cái giáp máu để tanh nôi. Lobby sẽ mạnh lên vét cả đái sau lượt chọn lõi cuối cùng này đấy, nên là mình phải up 8 role mạnh luôn. Nhưng mà tiền bạc đội nón ra đi hết mà thứ duy nhất mình có được là Vayne 2. Middleton thì vẫn đang đi bán bưởi ở đâu chứ không có ở đây. Không có tướng nên là mình đành phải để hai Silas vào sân nhưng mà vẫn quá ok để đấm người chơi Lulu siêu nhân này nguyên nhà luôn. Lượt đi chợ cuối cùng mình nhặt về cái giáp với cái nước mắt. Rồi xong Middleton tự lên 2 luôn hết sảy. Mình ghép thêm cái dao điện cho TF cầm để giảm kháng phép của đối thủ. Cũng hòm hòm để eco rồi đấy nhỉ.
Trước khi vào 4.6 thì mình đảo quanh lobby một vòng. Ui dồi ôi, có bà Tây Hỏa Tiễn kìa. Nhanh nhanh xem Mi Fortune vào giữa để tránh bị kéo. Cả nhà cả cửa có mỗi đứa con gái đắt giá nhất mà để bị bắt là không được. Đấy, thiêng chưa, gặp luôn này. Nhưng mà Garen mã xếp thế này thì lại kéo về Eco cơ. Bên mình thì Mi Fortune ở dưới thoải mái xả đạn để giúp mình có được cái chuỗi thắng 7 trước hiệp mã son tuyệt vời. Hạ gục son khổng lồ thì mình có được một cái váy, khá là nhiều tiền, thêm một cái gậy và một hòm đồ nữa. Mình đập luôn cái váy. Nice. Hên có luôn mũi phù thủy cho Mi Fortune này. Rồi lụm luôn cái nước mắt trong hòm đồ để cho chú thần bài bỏ về làm thợ điện. Từ 5.1 thì mình quyết định roll sâu sau khá là nhiều round Eco rồi. Và mình có Eco 2 sao. Thêm một Mi Fortune 2 sao nữa. Và Revenge 2 sao, trông tương lai sáng láng nhất cái lobby ở đấy. Đó được. Nhà có đam ổn rồi nên là lượt đi chợ này mình sẽ bốc đồ tanh. Đây rồi, một chiếc thú tượng quá hợp lý. Vẫn chưa ai hạ gục được mình kể cả 5.5 này. Ngọn lửa đã cháy qua 10 round rồi và tiếp tục cháy ở round thứ 11. Quá ngầu luôn các bạn ơi. Giờ mình lại eco thêm tiền thôi, người ta gấp chứ mình có phải gấp đâu. 5.6 mình gặp nhà xạ kích này. Bèo vét vốn đã mạnh rồi, giờ được biến xạ kích lại còn cầm cung xanh. Đằng sau Samila cũng lại có một cái cung xanh nữa. Thì các bạn biết đấy, hàng tanh nhà mình có dày hơn cái bản mặt của bạn lúc đi tán gái thì cũng bị đục thủng thôi. Bên này thì Mi Fortune đầy mana bắt đầu sấy rồi. Hoặc ngay lập tức gọi 6 tờ trả đũa tạm thời cầm chân được Mi Fortune. Mi Fortune tỉnh dậy xả đợt bão đạn thứ hai ngay thẳng mặt Bèo vét. Sau đấy thì cả hai đồng quy vô tận. Nhà bạn vẫn còn lại Samira với cả Ezio, nhẹ nhàng bắn vỡ màu ven và dập tắt ngọn lửa Witchic 11 cháy ở hướng nãy giờ của mình. Đánh quái Morgana turn 5.7 thì mình được một ít tiền và một hòm đồ. Mở hòm thì mình xin cái bốc đồ cho Revenge luôn. Gặp luôn với Sodia đấy, có thích 5 tiền không? Mình cho về với cát bụi luôn để tránh hậu họa sau này. Top 4 nhá. Biết không ạ? Thấy một nhà có Mi Fortune đi rồi nên là mình mạnh dạn roll tìm 3 sao. Thế nhưng mà tất nhiên là đếch có con nào cả. Thấy tuyệt vọng quá nên là mình đi check bài thì may kịp đổi chỗ Mi Fortune vào những giây cuối, trộm vía tránh được cái kéo. Mi Fortune an toàn được chơi thì cũng clear đi được một vài con tướng của team bạn. Nhưng mà Ezio Ultimate 2 sao nhà đằng ấy không phải dạng vừa đâu. Nó mở ra những cái cổng không gian khiến hàng tanh của mình nằm xuống gần hết. Mở đường cho Garen tiến xuống focus với Mi Fortune. Ở trên thì Eco team mình không những vẫn sống mà còn rất trâu bò. Vẫn đang hết sức câu kéo thời gian cho hai carry. Đợt bão đạn thứ hai xả ra thì Mi Fortune hạ gục được Ezio. Nhưng mà không có đồ hồi phục nên là nó cũng phải bỏ mạng dưới kiếm của Garen. Eco trâu nhưng mà đánh lâu thì cũng chết. Thần bài nhà bạn hơn 50 số từ cuồng đao hủy diệt nốt tàn dư của team mình. Game đều hồi kết rồi mà các nhà cứ 1-9-1-10 thế này làm căng thẳng khó thở quá các bạn ơi. Tầm này thì có nhiều tiền xả nốt thôi, không là ôm sang game sau ấy. Thế nhưng mà hết nước hết cái rồi thì mình cũng chỉ có 8 con Mi Fortune. Và thế là gặp lại Bèo vét xạ kích, mình thua đau. Máu tụt xuống mức báo động rồi nhưng mà lobby vẫn còn nguyên 3 nhà. Ở lượt đi chợ cuối cùng thì mình lấy thêm một cái bốc đồ thôi. Trở về nhà còn 7 vàng ít ỏi nhưng mà thôi còn nước còn tát. Mình roll một cái, rồi hai cái. Và đây rồi, Mi Fortune 3 sao, tất nhiên là mình bắn Nunu lên luôn. Mở hòm mình lấy bà Tây Hỏa Tiễn nhưng mà sau đấy thì gặp bóng thôi. Nãy giờ né kéo khổ như chó vậy, bây giờ thì mình xin phép trả lại bạn cảm giác đó nha. Nhìn đi, TF của bạn bị kéo ra giữa sân chưa kịp làm gì thì đã bị thần bài team mình cho bay màu rồi. Mi Fortune đứng bên cạnh xả bão đạn hạ gục đi gần hết đội hình đối phương. SG Ultimate cầm đồ hồ sống sót qua vài giây bão đạn. Nhưng mà vài giây thôi vì TF cũng lấy đi mạng rồi. Nhà này tránh được mình nhưng mà không tránh được kiếp top 3, thế là cuộc chơi còn lại hai người thôi đấy. Kẻ thù chuyên kiếp mang tên Bèo vét xạ kích nãy giờ liên tục cắt chích của mình. Giờ còn update thêm được rất là nhiều tướng 5 vàng 2 sao nữa. Dự là 6.6 này sẽ là cuộc chiến đẫm máu cuối cùng, mình sẽ trả lại bạn cả gốc lẫn lời luôn. Vừa vào trận là Eco lao đi khiêu khích toàn bộ team bạn để câu kéo thời gian cho hàng sau. Rất công hiến nhưng mà không chống chịu được quá lâu cho Ugot và Bèo vét team bạn. Và đây chính là khoảnh khắc mà chúng ta mong chờ nhất. Đạn xả phần phật, vạn vật nằm im. Đúng một sấy từ thợ săn tiền thưởng thôi là mọi thứ trên đường đạn đi qua đều biến mất, không để lại một dấu vết gì cả. Tầm này có lẽ Esodia đi chăng nữa thì cũng quỳ xuống thôi. Còn lại ở kia là cái đồng hồ giúp feed đồ sống sót, nhưng mà không thể giúp bạn thoát khỏi số phận về nhì được, vì ở đây nắng về nhất rồi. Trận đấu quá kịch tính nhưng mà cái kết mãn nhãn xứng đáng nhận được một like của các bạn đúng không? Với cả ai đã từng lên được Mi Fortune 3 sao thì comment khoe cho mình biết nhé.